Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì ở những vùng cửa sông, cửa biển của thành phố Hải Phòng có một sản vật đã nức tiếng từ lâu, đó là cá mò nước lợ. Sản phẩm này thì vốn trước kia thì chưa được người tiêu dùng biết đến do việc chế biến khá là khó và trong khi đây là loại cá có rất là nhiều xương. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì đã có nhiều nông dân chế biến cái món ăn này trở thành đặc sản của đất Quyến Thụy, đó là món cá mòi kho. Từ đó đã mang lại thu nhập cho các hộ chế biến và làm tăng giá trị gia tăng cho loại thủy sản này. Ngay sau đây hãy cùng với phóng viên của chúng tôi trải nghiệm việc kho cá mòi ở vùng đất Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng qua tiểu mục Về Làng. Vào những ngày thu như thế này thì ngoài hương vị của những bông lúa chín thì ở đây còn một hương vị rất đặc trưng mà chỉ đến đầu làng thôi thì đã có thể phát hiện ra, đó là mùi tanh của con cá mòi. Cá mòi kho đang được nhà bà Hoa chế biến tại gia đình mình. Đây là công đoạn mổ cá và vệ sinh cá trước khi tẩm ướp gia vị. Cá mòi chỉ dài khoảng 15cm và nặng khoảng 30g. Mới từ Hà sạch chưa? Đấy, sạch hết nhé. Thấy chưa? Sạch ruột, sạch mang không thì... Thứ nhất là cái màng đen này nó cá nó còn tanh. Thứ hai là nó không móc, sạch mang thì nó sẽ sạn cá. Sau khi vệ sinh cá xong, những người dân nơi đây sẽ tẩm ướp gia vị cá mòi. Việc tẩm ướp các gia vị này là một bí quyết với gia đình bà Hoa. Bởi cũng là các loại gia vị như mía, rau răm, muối mắm, quả chuối xanh, giềng, nhưng liều lượng mỗi loại rất khác nhau. Cũng vì thế mà cá mòi kho của mỗi gia đình sẽ có một hương vị đậm đà khác nhau. Để cá mòi kho thực sự nhừ, thơm ngon thì chúng phải được kho liên tục trên bếp như thế này khoảng 10 giờ đồng hồ. Cái nửa như thế này thì sẽ phải kho từ 10 đến 12 tiếng. 10 đến 12 tiếng thì bởi vì cái đặc thù cá mòi nó rất nhiều xương. Dạ. Đó, phải kho từ 12 tiếng trở lên. Cái đặc thù của cá mòi là rất thơm bởi vì kho mới giềng ấy, giềng thì nó rất thơm. Đấy mà thơm ngon mà nó rất là chắc thịt đấy. Cá cá đóng anh biết không hề bị mủn cá một tí nào, rất là rắn thịt như thế. Hiện thôn Nhân Trai, xã Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng có hàng chục hộ đang làm nghề kho cá mòi. Trước đây món ăn này được xem là món của nhà giàu sành ăn ưa thích. Nhưng nay bằng sự khéo léo và cầu kỳ của những người từng nhiều năm làm nghề kho cá mòi như bà Hoa, thì sản phẩm này đã đến được nhiều hơn với người tiêu dùng. Các sản phẩm cá mòi kho Đại Hà giờ đã có mặt ở các hệ thống siêu thị tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Từ trường quay của VTC16, mọi thắc mắc trong sản xuất nông nghiệp của bà con sẽ được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Thắc mắc trực tiếp qua hiện trường, gọi điện qua tổng đài của VTC16 và có thể gọi điện trực tiếp tới trường quay
Xin chào khán giả đang được kết nối trực tiếp với chương trình Hãy Hỏi Để Biết của VTC16 ạ. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn ở Lý Nhân, Hà Nam. Dạo này tôi nuôi thương phẩm đàn to được 5 tháng rồi mà nó tiêu chảy cả đàn, tiêu chảy ồ ạt. Có phải là bệnh tiêu chảy cấp hay không và cái cách khắc phục như thế nào?